Bonsai Bảy Nghĩa xin kính chào cả nhà nha. Hôm nay em làm vườn mai và em gặp được cái gốc mai đế khủng quá cả nhà ơi. Nay em xử lý mấy cái mặt thẹo với lại chỉnh sửa dáng lại. Em thấy cây này cái nồi đế nó rất là đẹp. Và sẵn đây cũng chỉ bà con cách là lâu lâu thì mình phải đục lại cái mặt thẹo một lần. Còn không thì nó sẽ bị mục nha cả nhà. Còn em quay cây đây. Anh em thấy cái mặt thẹo nè, lâu dài là nó bắt đầu nó hết keo quá, bị mục, nó sẽ bị mục. Này là nãy em đục hết cái lỗ mục rồi nè, quay đi, bây giờ con xem nó đi nè ha. Dụng cụ thì một cái dài dồ và một cái đục nha. Đục này thì không biết chỗ bà con có bán hay không, còn chỗ em thì em mua chỗ đục của anh Đạt An Giang á. Vô cái chỗ mặt thẹo nè, nó bà con thấy không, thấy rõ không đó, bà con phải đục cái mặt thẹo cho nó sạch nha, chứ để lâu dài á cái thẹo của mình á nó bị sam á là nó sẽ ăn hư nguyên cái thân này luôn nè, là uổng cái cây lắm. Tại cái cây này nồi đế đẹp lắm, quay giáp chồng nồi đế cho bà con xem coi. Cả nhà lưu ý nha, mình làm cây là mình phải xử lý cái mặt thẹo trước tiên, rồi sau đó là bắt đầu mình muốn chỉnh sửa cái dáng gì đó thì hả chỉnh, chứ cái thẹo không lo mà cứ lo chỉnh chỉnh không rồi tới hồi hả rồi cái thẹo nó ăn xuống rồi bắt đầu một cái cây đó hối hận, kêu bằng là tiền mắc là tật mang đó, nào là tiền nhôm rồi nào là tiền công thợ đó, nào là tiền công chăm sóc, nào là công sức nữa, nào là vốn đầu tư ban đầu nữa, cho nên phải kỹ với cái mặt thẹo nha anh em, nghe cả nhà ơi đó. Kỹ cái mặt thẹo mới được nha, nè thấy không, sam hết trơn rồi nè, nè. Đục lấy từng miếng sam ra nè, nó cả nhà thấy rồi. Là những cái phần thịt nó đã chết rồi nha, mình mà không xử lý mặt thẹo mà qua mùa mưa nó thôi rồi luôn, thời điểm này là sắp sửa tới mùa mưa nữa rồi nè. Cái mặt thẹo mà không kỹ là cái như là cái cây này tiêu luôn. Cây này hiện tại là nồi đế rất đẹp nha, đế đều nhưng mà đế cũ nữa, đế cũ đặc nữa. Cây này trước cũng nằm ở trong lu trong hũ gì á, chứ không phải cây khê mà được bộ đế cái này đâu, thì nó cũng thuộc dạng quái đó. Thì như lại đã nói thì em đã gặp được những cái cây nào quái thì mới quay cho bà con xem đó. Quay thì cũng toàn là những cây là cũng vừa quay vừa chỉ kỹ thuật làm cho bà con để mà mình không bị vướng mắc đó, chứ để nhiều khi cái cây mình bỏ tiền mình mua rồi mình tâm đắc đủ thứ hết trơn rồi mình nó hư hao rồi cũng uổng. Bởi vì bà con chơi cây là phải thương cây mới được nha, chứ chơi mà không thương cây là tội nghiệp cái cây lắm. Nhưng mà có một số bà con nhiều khi không biết á, số anh em không biết rồi mặt thẹo không có xử lý rồi lâu dài cái nó mục nó hư, lúc đó uổng cái cây lắm đó. Phải đục cho nó tới cái lớp thịt sống nè, rồi bà con anh em chét keo lại, chét keo liền da chỗ bà con mới có bán hay không, chứ thường bây giờ cái thị trường nó nhiều loại keo lắm, nào là keo 95, nào là keo bụi, giờ nào là keo Mỹ Tiến nữa. Nhưng mà chỗ bà con có bán keo nào thì bà con mua keo đó bà con xài. Tại vì em quay công đoạn xử lý mặt thẹo cho bà con xem đó, mình phải đục gọt cho nó sạch, sạch cái mặt thẹo hết. Đục thì mình xài về dạng đục này thì nó dễ làm hơn nha, đục xanh này nè đó. Chỗ anh em nào đó muốn xài đục thì đục chỗ anh Đạt An Giang đó, cái ảnh cái nick Facebook của anh là Đạt Bonsai đó, bà con nào có nhu cầu cần xài đục thì nó liên hệ lên đó, cái ảnh ship tới tại nơi à, nhưng mà phí ship thì bà con chịu nha, tại vì đục của ảnh là mình xài rất là nhiều năm rồi nè, bà con xài tới cái đục mà nó tét cái này nè, nó tà những cái cây trà dồ hết rồi nó. Quên nữa, có cái trà dồ cổ kìa, lấy ra coi, cái trà dồ này nói không thiết phục mấy bà con.
nè, anh em cả nhà thấy không, cái đục mà em đục tới mấy cái mức này nè nó, nhưng mà là đục này gắt tốt nha, cán là cán nó chắc gắt chắc nha, nghĩ chắc cán thao lao quá gì á cho nên nó chắc lắm nè, thấy không, đục chiếc mà nó mòn cái nè, quá trời luôn rồi nè, mòn cái chà vồ nè. Anh dài này anh bán đục xài lắm nha bà con ơi, cho nên anh em nào có dịp thì cứ ủng hộ anh, với lại mình cũng có đồ để mình xài cho nó tốt. Anh Đạt An Giang nha, cái Facebook của anh là Đạt Bonsai, mình xài thấy tốt và mình chỉ bà con mua thôi chứ không có gì hết. Cơ bản thì bà con đục tới lớp thịt sống rồi nè, nó thấy cái lớp thịt trắng này nè thì mới được nha, đó, xong còn trên đây mặt nữa nè, nè, đây quay mặt này cho bà con xem đây, thấy không, bị xám trên rồi bà con, tại vì là lâu rồi đó, lâu rồi mình không có che keo lại á, rồi cái giờ nó bị xám á, bây giờ phải đục ra nha bà con. Đục lại hết. Bây giờ chỗ anh em chỗ cả nhà mình nó xài cây là nhớ lưu ý nha. Mình phải xử lý mấy cái mặt thẹo, không xử lý mặt thẹo nó hư cái chân. Hư cái tác phẩm của mình làm uổng công sức dữ lắm. Cơ bản thì mình phải đục ra tới vậy đó, còn có những chỗ nó đã kéo rồi thì mình khỏi đục ra đó. Còn số chỗ nó kéo da rồi nè, mình chỉ cần lấy cái đục này mình gọt luôn, cái đục nó thuận tiện cái là bà con có thể gọt luôn nha bà con, có thể gọt cái mặt thẹo luôn, đục này xài rất êm nha. Hiện tại là mình đã xài nhiều cái đục ở chỗ quảnh này. Anh em mình thấy không, đục hay là đục gọt luôn á, xài gắt ngon nha, xài gắt là em bén cực kỳ bén này, mà cạo râu là không chừng đứt luôn nha. Rồi này là cơ bản thì về phần đục đó, này tới này em cắt mấy cành dư này, xưa ông thợ trước ông sửa cũng dư lum. Mình làm mình định hình lại ra nè, tại vì những tác phẩm này lâu rồi cũng không có ai làm nha, bây giờ mình vừa về vừa mình làm định hình lại. Bên đây còn cái mặt đệm nè, quay qua đây cho con xem nè. Ra là nó xa mặt trên luôn, đục ra cho nó hết. Cả nhà mình đục tới cái mặt xăm nha, đục cho nó tới cái thịt trắng mình chét keo vô. Vườn người ta là ươm ở đây cho nó sống đỡ thôi, sau khi hoàn thiện ổn thì người ta mới đưa lên chậu nha cả nhà, cho nên chỗ này là nó cái dãy nhà này là nó cái bồn bông để mình trồng bông đó, sẵn rồi cái chủ vườn này người ta xen vô thôi. Đây, hiện tại thì ở đây em xài loại keo này, keo Mỹ Tiến nha. Đó, mình chét lên mặt theo này,
Hiện tại mình không muốn dính tay thì lấy cọ, lấy một là xài cái cọ, còn hai là xài cái bàn chải đánh răng đó thì được rồi. Đó. Rồi điển hình thì vậy nè, nó bà con cứ chét lên, nó vậy thôi. Đó, chét đều lên. Đó, chét thì cơ bản là bà con chét bít hết nha, cho nó phủ ở ngoài luôn. Đó, phủ hết những cái chỗ mình đã đục luôn, phủ ra tới ngoài luôn. Đó, phủ ra tới ngoài luôn cả nhà. Đó, thì như vậy thì cái mặt thẹo mình mới ổn được. Thôi đến đây thì em xin kết thúc clip đi. Đó, xin chào và chúc cả nhà vui vẻ nha.